Trước sự quyết liệt vào cuộc của thành phố Hà Nội nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ, mới đây dự án khu công nghiệp Quang Minh 2 tại Mê Linh đã được xây dựng phương án gỡ vướng. Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và huyện Mê Linh thống nhất lập đoàn kiểm tra về quản lý đất đai, trật tự xây dựng của các doanh nghiệp ở đây. Các đơn vị cũng xây dựng phương án phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng với đó sẽ tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án sau khi quy hoạch thủ đô được phê duyệt. Đầu năm ngoái, huyện Mê Linh cũng gỡ vướng cho khu công nghiệp Quang Minh 1 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Hạ Tầng Nam Đức làm chủ đầu tư. Được duyệt quy hoạch năm 2008 nhưng sau 15 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành.